Nước hoa chính là một trong những phụ kiện được rất nhiều người quan tâm sử dụng, đặc biệt là những người có niềm yêu thích đặc biệt với mùi hương. Chính vì vậy mà hiện nay có rất nhiều loại nước hoa được cho ra đời với vô vàn những mùi hương khác nhau. Mỗi loại đều mang đến một phong cách và ý nghĩa khác nhau. Một trong số đó phải kể đến nước hoa Mini Vos Viva Valentino 7ml. Dòng nước hoa này là sản phẩm thuộc thương hiệu Valentino, xuất xứ từ Tây Ban Nha, Ý, với đặc trưng mùi hương vô cùng nữ tính, quyến rũ và sang trọng với 3 tầng hương chính là hương đầu, quýt, cam bergamot, gừng. Hương giữa, hoa cam, hoa dành dành. Hương cuối, vanilla, đậu tồn ca, xả hương, gỗ đàn hương, rêu sồi. Ưu điểm nổi bật của nước hoa Mini Vos Viva Valentino 7ml có hương thơm ngọt ngào, tinh tế và quyến rũ. Nước hoa Mini Vos Viva là sản phẩm có hương thơm của một bó hoa xinh đẹp rạng rỡ và vô cùng mạnh mẽ. Đây là sự kết hợp hoàn hảo đến bất ngờ. Thể hiện được sức hút mãnh liệt, vừa nữ tính vừa sang trọng, tinh tế và quyến rũ cho các bạn gái khi sử dụng. Trong các thành phần tạo nên hương thơm của nước hoa thì mùi hương ngọt ngào của cam quýt và hương hoa cam là hai mùi hương mà bạn có thể cảm nhận dễ dàng từ nước hoa Mini Vos Viva Valentino 7ml. Với loại nước hoa này, người sử dụng chắc chắn sẽ gây được ấn tượng sâu sắc cho những người xung quanh bởi hương thơm ngọt nhẹ tự nhiên. Tầng hương đặc trưng, tự nhiên. Tầng đầu. Ấn tượng ban đầu ngay từ những giây phút cảm nhận về loại nước hoa này chính là sự hòa quyện hoàn hảo của gừng, cam bergamot tươi của Ý và quýt hồng. Một chút vị cay của gừng xen lẫn vị ngọt nhẹ của cam và quýt tạo nên dấu ấn mở màn đa sắc màu. Tầng giữa. Chuyển đến tầng hương giữa, nàng sẽ được hòa mình giữa khu vườn xinh đẹp với những bó hoa sang trọng với hương hoa trái tim, pha trộn tuyệt đối giữa hoa cam với cây sơn chi vàng. Tầng cuối. Cuối cùng, hương thơm được kết thúc trong phức hợp cân bằng của rêu sồi, xả hương, gỗ đàn hương, đậu tồn ca mang đến sự mạnh mẽ hiện đại cho lớp nền, với hương vani bao bọc để lại ấn tượng sâu sắc, thiết kế sang trọng. Bên cạnh đó, thiết kế chai nước hoa Mini Vos Viva Valentino 7ml còn được lấy cảm hứng từ biểu tượng thời trang cao cấp. Sang trọng với thân chai thủy tinh vuông vức với điểm nhấn nổi bật trên nắp chai với các chi tiết rockstar để độc đáo. Thời gian lưu hương lâu. Thời gian lưu hương sẽ khoảng từ 7 đến 12 tiếng sau mỗi lần sử dụng trong phạm vi hơn 2 mét. Với khoảng cách này, hương thơm sẽ thoang thoảng nhẹ nhàng trong khoảng một cánh tay. Dù rằng chỉ nhẹ nhàng nhưng nước hoa Mini Vos Viva đến từ nhà Valentino lại mang đến hương thơm nữ tính, quyến rũ và sang trọng khiến ai ai cũng phải xao xuyến mỗi khi lướt qua.